Xin chào các bạn, ở đây mình đang có hai chiếc còi hú được mình chuẩn bị gửi cho một bạn khách hàng. Một loại 3 nút bấm và một loại 4 nút bấm. Bạn khách hàng muốn xem hai loại này thì nó khác nhau như thế nào? Thì trong video này thì mình sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn. Mình đang có ở đây là hai chiếc còi. Bên tay trái mình là loại 4 nút. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy kích thước của nó to hơn so với loại 3 nút. Cả hai chiếc còi đều sử dụng điện 12V. Bạn có thể lắp vào xe máy, xe điện hay là ô tô. Ở đây thì bạn có thể dễ dàng nhận thấy chiếc còi 4 nút nó có kích thước to hơn một chút. Cả hai thì đều sử dụng điện 12V và công suất là 30W. Và điểm khác biệt chính giữa loại 3 và loại 4 nút đó chính là ở loại 4 nút thì nó sẽ có thêm một nút bấm. Như vậy là mình có thể tóm lại, chiếc còi 4 nút có kích thước to hơn một chút và có thêm một nút bấm, còn mọi thứ về nguồn điện cũng như công suất đều giống nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và thông tin sản phẩm thì mình sẽ đặt trong phần mô tả của video, các bạn có thể tham khảo thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.